thời hoàng kim của nghệ sĩ Vũ Linh, đêm hát 12.000 khán giả tiền đựng bằng bao tải. Thông qua những lời kể của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, khán giả hình dung được thời kỳ cải lương thịnh hành. Ông khiến nhiều người bất ngờ với thông tin đêm diễn 12.000 khán giả tiền đếm mỏi tay sau mỗi suất hát. Sau bài viết về thời nhỏ bị cấm đi hát của Vũ Linh, chúng tôi tiếp tục câu chuyện thời kỳ đi hát hoàng kim của ông hoàng cải lương Hồ Quảng bằng chính lời kể của nam nghệ sĩ khi còn sống. Không phải ngẫu nhiên, Vũ Linh được mệnh danh là ông hoàng cải lương thập niên 1990. Lượng video cải lương, suất hát của ông lên đến hàng vài nghìn mỗi buổi diễn, đều ngập trong biển người đúng nghĩa với hơn 10.000 khán giả, dù đó chỉ là hát ở đoàn tỉnh. 100 năm sau cũng không ai trong giới cải lương lập được kỷ lục như Vũ Linh, một khán giả bình luận. Khán giả vỗ tay muốn bể rạp sau khi đầu quân cho đoàn hát qua thế hệ, sau đó được Diệu Hiền dìu dắt. Chỉ cho từng ngón nghề, từ cách hát, cách cười, điệu bộ, võ thuật trong nghề, Vũ Linh bắt đầu tỏa sáng. Trong cuộc hồi tưởng kỷ niệm cùng nghệ sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Linh Tâm, Vũ Linh nói ông bắt đầu nổi tiếng khi trở về thành phố Hồ Chí Minh đầu quân cho hai đoàn hát Hồ Quảng nổi tiếng, bây giờ là Quỳnh Long và Minh Tơ. Cậu Năm nổi tiếng với vai Triệu Tử Long trong Về Đất Kinh Châu. Cậu Năm ra khán giả vỗ tay muốn bể rạp, sau đó hát nhiều vai như Cao Quân Bảo trong Lưu Kim Đính, Dễ Giá Thọ Châu, Vũ Linh kể. Thời đó, đoàn Quỳnh Long có kép chính là Đức Lợi, chồng cố nghệ sĩ Bạch Mai, cha ruột Bình Tinh. Nhưng trước khi xuất hiện của Vũ Linh, ông phải nhường hào quang nổi tiếng cho kép trẻ. Điệu bộ, vũ đạo sân khấu của Vũ Linh được trui rèn qua những năm bôn ba ở đoàn tỉnh, kèm với gương mặt sáng, đẹp, giọng hát lạ, âm, vang khiến Vũ Linh nổi như cồn. Khán giả ngày xưa gắt gao, cậu Năm nhớ khi hát xong, Đức Lợi ra hát bị khán giả đuổi vào hậu trường. Anh Đức Lợi tiếp tục bị nhân viên xài xỉu, khó lắm, nhưng Vũ Linh kể. Dù đang nổi như cồn ở thành phố Hồ Chí Minh, muốn gì cũng được, Vũ Linh phải trở về kiếp lưu diễn ở các đoàn tỉnh. Theo lời của mẹ, vì bà muốn ông dùng tên tuổi đưa em gái đi hát, người sau này nổi tiếng ở các đoàn tỉnh với cái tên đào đẹp, Hồng Nhung. Đêm diễn 12.000 người, dùng bao đựng tiền, đếm sáng đêm. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhớ lại, đêm diễn không bao giờ quên ở Đầm Môn, Khánh Hòa. Vũ Linh là người không ngại đi diễn ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, dù lội bộ hay phải ngồi thuyền băng qua sông ướt. Ông vẫn chấp nhận đi hát, nhưng bầu show phải đảm bảo đêm diễn đó có khán giả. Nhưng trước khi đến sân khấu sau một hồi chật vật, Vũ Linh chỉ muốn bỏ về vì bên ngoài không có ai, ngoài bà già bán khoai lang và đậu phộng. Có lúc đó, cậu bỏ về cho rồi, hát cho dê cọp nghe hay gì. Tới trình dán màn lên, trời ơi, cậu muốn xỉu, 12.000 khán giả, tưởng tượng được không? Vậy mà họ ngồi im phăng phắc để đợi cậu Năm diễn, quá sức tưởng tượng, Vũ Linh kể. Đoàn hát cho biết nếu Vũ Linh chịu đến sớm hơn sẽ chứng kiến cảnh khán giả cầm đuốc. Thời đó chưa có đèn điện, cảnh không khác gì rừng đuốc thời cách mạng. Họ cũng không ngại mang quần áo theo thay vì lội ngang suối chỉ vì muốn được nghe Vũ Linh hát ngoài đời thực. Những năm 90, cụ thể là năm 92, khán giả đông lắm, 10 đến 12.000 người là bình thường. Thời đó giá vé chỉ khoảng 10.000 đồng, có cậu là 15.000 đồng. Bộ show sau đó trả cậu 15 triệu đồng tiền cát xê. Con nghĩ đi, 50.000 đồng là mệnh giá lớn nhất, mà lương 15 triệu đồng khủng khiếp đến cỡ nào, Vũ Linh nói. Ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng cho biết sau đêm hát, có đến 3 người đếm tiền, đếm từ đêm đến sáng mới xong, tiền phải đựng bằng bao tải do quá nhiều. Hát chừng 2-3 ngày là 4 đứa đi theo cậu ngồi đếm tiền, đếm từ trưa đến chiều tối, tới khi nào hát thì thôi. Vũ Linh hồi tưởng lại thời hoàng kim của sân khấu cải lương. Mách cút 15 ngày không tẩy trang vì quay video liên tục. Tỏ sáng trên sân khấu là một chuyện, ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng còn thống trị mảng video cải lương. Những năm 90, sau thời kỳ phim Hồng Kông thịnh hành, khán giả Việt trở lại với cội nguồn, bắt đầu xem cải lương bằng hình thức thuê băng đĩa. Đó cũng là lúc những cái tên như Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Ngọc Quyền, Phương Hồng Thủy tỏ sáng. Cái mặt nửa tháng trời không chùi, chỉ tẩy trang rồi để húp cháo, sau đó vào quay tiếp. Người ta thích đi Vũng Tàu, Đà Lạt, chứ cậu nghe tới 2 tiếng Vũng Tàu, cậu ấn tới già, cậu nét bét cái biệt thự ở ngoài đó, Vũ Linh nói. Vũ Linh cho biết ông được đặc quyền ngồi trong phòng thu, ngồi từ 8 giờ sáng đến 2 giờ đêm. Mít cùng lúc 7 tuần, sau khi thu tiếng trong phòng thu, Vũ Linh phải quay 21 ngày liên tục, mỗi tuần quay 3 ngày. Quay video liên tục, Vũ Linh đặt riêng 2 thợ may, chỉ chuyên may riêng cho mình. Thợ may, may 40 chiếc áo sơ mi trong vòng 3 ngày, mang lên đến Đà Lạt cho cậu quay trên đó. Hai đứa may vẫn không kịp cho cậu quay video, ông chia sẻ. Vũ Linh cũng không dám ăn dù rất thèm, sợ bụng xấu. Về tới nhà mới ăn, chỉ cần về tới nhà, vừa cởi giày, chưa kịp cởi vớ, cậu leo lên xe, ngủ thẳng giấc, không cần ai biết làm gì, Vũ Linh nói thêm.
Những câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh giúp khán giả hình dung được thời kỳ hoàng kim của sân khấu cải lương, trong dòng chảy của 100 năm cải lương miền Nam, sau thời kỳ vàng của thế hệ Minh Dương, Lệ Thủy, Minh Cảnh, Minh Phụng, Mỹ Châu và Tiết, thời kỳ video cải lương và cải lương hậu quảng do nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đứng đầu. Tin tức Vũ Linh qua đời vào trưa ngày 5 tháng 3 sau thời gian chống chọi bạo bệnh khiến nhiều người nghệ sĩ tiếc nuối. Nhiều năm qua, ông không đi hát, dành thời gian trị bệnh. Theo nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, trong thâm tâm, ông luôn muốn khỏe mạnh để đi hát, truyền lửa cho các thế hệ sau. Sau một ngày tang lễ diễn ra, lượng người đổ về tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tăng chóng mặt. Người dân xếp hàng dài đến 1 km để chờ vào thắp nhang cho thần tượng. Vào tối 6 tháng 3, nhiều nghệ sĩ đầu cội của cải lương miền Nam cũng đến viếng Vũ Linh. Trong đó có nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hiền, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, Quế Trần,